Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay thì mình xin phép được làm một cái video để giới thiệu chi tiết đến các bạn mẫu một chiếc bảo bình đại cao 1 mét. Sản phẩm thì được vẽ tay với hình ảnh là chim công. Các bạn có thể quan sát thấy một chiếc bảo bình được vẽ vàng rất là sáng bóng, sang trọng và đẳng cấp. Sản phẩm với họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay, và trong cái sản phẩm này thì được phụ điểm thêm những cái họa tiết là hình ảnh hoa mộc lan, hoa mẫu đơn, hoa sen. Các bạn có thể quan sát thấy hình ảnh một cặp chim công đang nhảy múa rất là đẹp mắt. Đây là hình ảnh những cái bông hoa mẫu đơn với đầy đủ các loại màu sắc khác nhau. Cái phần xương sứ của sản phẩm thì vô cùng là trắng muốt. Các bạn có thể quan sát thấy cái phần xương sứ là cái phần màu trắng tinh, là cái phần màu của sứ. Đây là mặt sau của sản phẩm thì có hình ảnh là hoa sen và chim hạc. Các bạn có thể nhìn thấy các đường nét vẽ rất là mềm mại, tinh tế, chất men thì trong, sáng, vàng vẽ ở trên sản phẩm thì vô cùng là bắt mắt, sáng, phản sáng rất là cao. Để tạo ra một sản phẩm như các bạn đã nhìn thấy đây thì sản phẩm sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là tạo hình, sau đó vẽ họa tiết bằng tay để tạo nên những tất cả những cái họa tiết trên sản phẩm, và sau đó lại vẽ, khi mà nung xong sản phẩm thì lại vẽ thêm một lần vàng nữa, cũng là vẽ bằng tay và nung lại lần thứ hai để tạo ra một cái sản phẩm vẽ vàng vô cùng đẳng cấp mà các bạn đang nhìn thấy. Ở dưới chân của sản phẩm thì được vẽ hình ảnh những cái ô khung rất là kỹ nhá. Các bạn có thể quan sát thì những cái đường nét được vẽ vàng ở trên cái phần thành của bình, ánh vàng, những cái đường bông hoa mộc lan. Đây là bông hoa mộc lan được vẽ rất là mềm mại, các nét vẽ hình ảnh chim công. Đây là hình ảnh chim công. Các bạn có thể nhìn thấy cái tư thế của chim công đang nhảy múa rất là đẹp với cái đuôi được xòe rộng ra. Nếu như mà các bạn quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang được đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và liên hệ đặt hàng. Các bạn cũng có thể đặt hàng những cái sản mẫu họa tiết theo cái sở thích của mỗi người. Các bạn chỉ việc gửi mẫu, chúng tôi sẽ tạo nên những cái sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Đây là mặt sau của sản phẩm sen hạc. Đây là cái mẫu vẽ khá là kỹ cả mặt trước và mặt sau. Như vậy chúng ta có thể thay đổi cái góc bày, đó chính là hai mặt, một mặt là hoa sen và chim hạc, một mặt là chim công. Nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.